qua đây nào. Đây sáng nè. Con vô trên đẩy đi. Ok. Giàu khó thì đúng hồng quen nó có cây gai nó đúng không? Dạ này không có xuống mọt được cách bay anh cẩn thận á có gai á. Phấn hồn. Phấn hồn anh. Vì sao này phấn? Mấy cái chỗ đó đâu cần phải dắt xuống đâu, để đó lấy phấn hồn đi. Có cây anh biết sao nó phải có cái cây gì nó mới giữ cái tổ được cô ông nó cũng khôn lắm á bộ ví dụ như anh xây cái tổ trên một cái cây nó trơn lĩnh thì nó dễ bị tuột cái tổ xuống đúng không nó phải xây trên một cái cây mà nó có nhiều gai như vậy. Tối luôn bên đây mới bắt sáng nè mặt mà nó ấy luôn thôi gần tới cái cây á là phải dắt cái chữ đó chứ không là cái xác nó rớt xuống không anh xe nào giống như phố hôm bữa cái chị đi dắt mà à. Đúng rồi. Gần tới cái khúc cây là phải dắt chỗ đó, nếu không mà phóng hoa rớt xuống là sẽ làm cho mặt có màu không có đẹp đúng không? Thank you.
nhỏ này Quân ơi. Một Quân ơi nhỏ lại chứ. Dắt phải quen chứ không quen là bị dính phấn hô ha. Không biết hả? Làm đó giờ không biết nữa. Lượt xem nó hiện lên trên cái màn hình đó. Quay. Keo luôn. Bộ này thôi chứ nhỏ. Nhỏ thì đó đúng không? Nó nặng. Cái nó nặng. Gai nè. Này keo già. Ôi gai đấy. Gai đấy cả nhà. Gai là đó, thấy không? Cái này mà không để ý là chết ngay. Đây, nhuộm mắt luôn. Đấy.
mật này nó kêu kêu. Mưa gió thì đừng hỏi được, cho nên ở nhà bắt mật anh quen à. Này. Anh quen hỏi mưa gió mà cũng bắt mật nữa. Khách tặng anh ơi. Trần quen hả? Không nhận mày sao chứ. Gai vậy, không phải gai chậm thôi. Hả? Không không dám bớt gai, gai không. Gai chú luôn. Cái tủ này nó kêu quá à. Không chảy mật luôn á. Nặng bao nhiêu nó dính lên trên thân hết trơn à. Chị xui đen xin à. Gai quá không dám mấy luôn. Kèo mà đến nậu mà nó đóng cục luôn mật á. Ủa ông có làm tổ anh, ông có làm tổ tới một cái lúc nào đó thì nó cũng không mật cái khác chứ đâu, để biết cho nó tổ ở đâu đúng không? Thì già nó đi à. Này ổ này đúng kêu kêu đặc luôn. Rồi có tin nha mẹ. Nhiêu hả? 10% hả? Còn nó còn này. Còn nhiều hả? Ừ, cái này nó keo á, cái kiểu. Anh phải để nó sát lại á. Ồ, mày có cái đó, mặt keo nữa. Này cắt xuống. Đó. Mày ôi sạch rồi. Rồi, kêu ông là kêu ông luôn. Keo thật luôn à. Cảm ơn cô Bảo đấy. Cho mà cảm ơn hết. Kỳ vậy.
trời cái này mọt nó keo dữ vậy. Trời nó đóng lên. Giống cái dãy gà quá. Dạ. Nè. Nè. Mọt mà nó còn dính trong đây thôi chứ nè. Anh để từ từ anh xem nè. Cái cây còn tươi trong ha. Ha, cái cây này còn tươi. Thì chứ sao? Nó có phấn hoa nó mới giữ được cái cây nó tươi chứ không có khô sao? Hay vậy. Hết pin hả? Dạ. Đấy, dừng lại để đăng lên. Lấy cái này hả? Lấy cái máy của em. Dạ. À, không biết đâu. Đâu, dừng lại lấy máy của em. Đây, 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 cũng ngon nè. Wow. Là đỏ nè ha. Thấy không? Dạ thấy. Nếu mà dắt chung vô thì mặt nó đỏ mà nó ấy lắm. Ừ. Đây nè. Gì? Đúng rồi nè. Thì đó, thì đó. Ừ. Đây cái lớp này nè, anh tầm nhìn thấy đó, cái lớp đó đó. Đó. Ừ. Nó xuống nó màu vàng nó làm cho mặt nó không có được trong. Nè. Em dịch cái cây lên cho em đi một con này. Ở cái lớp này nè. Nếu mà mình không dắt mật ra là mình bóp cái mật luôn tay, nha. Cái thơm. Có gì vậy? Ngọt. Bùi bùi. Đúng cái rồi. Nó bùi bùi. Đây. Đây là phấn hoa. À. Mưa bắt đầu to. Ừ, con này cũng nhỏ mà có vỏ ha. Cây gai. Đó mèo này cắt xuống. Nguyên ổ luôn ha, được hết. Nè, không có phấn. Dữ quá. Gai nè. Đó, gai này gai móc. Wow. Được hết đi nè. Đâu, cục này nè, cục này đã nè. Wow. Dễ thương quá. Cha nó này nó chung. Chung có phấn luôn nè không? Dạ. Nó này. Ừ. Em thích chỗ này nhất trong tất cả các mẫu. Trời ơi, mặt keo mà như vàng. Dạ, vô đi. Dạ. Chuyện rồi kia hết nè.